Hôm nay là ngày nhận lương hàng tháng của công ty bánh kẹo này. Tranh thủ giờ nghỉ giải lao, các công nhân ngay lập tức kiểm tra thu nhập của mình trên ứng dụng quản trị công việc của công ty. Không chỉ thông báo lương, ứng dụng này còn được sử dụng hàng ngày cho việc chấm công, trao đổi tin tức, công việc giữa các bộ phận. Lúc đầu là chúng tôi đa phần là làm truyền đạt bằng cách thủ công là nhiều. Các cái cập nhật và các cái thông tin ấy, thì chúng tôi cũng chỉ truyền nhau qua như kiểu là khai giấy, khai cứng. Khi mà chúng tôi sử dụng cái phần mềm, mọi người cập nhật được những các cái phúc lợi của mình và có thể biết được tất cả các cái kế hoạch công việc và hiệu quả công việc. Không chỉ mang đến sự thuận tiện cho cán bộ công nhân viên, việc số hóa quy trình thủ tục còn giúp công ty tiết giảm chi phí, rút ngắn thời gian làm việc. Từ khi chúng tôi sử dụng cái phần mềm quản trị công việc này, thì mặc dù là doanh số cũng như sản lượng tăng trưởng hàng năm và cái khối lượng công việc tăng lên, tuy nhiên chúng tôi không phải sử dụng thêm nhiều nhân công và cũng không phải chỉ tăng thêm thời gian làm việc. Một người cập nhật dữ liệu và cái dữ liệu đấy nó sẽ được truyền dẫn đồng nhất trên toàn hệ thống, tiết kiệm rất là nhiều những cái thủ tục giấy tờ cho đơn vị. Theo các chuyên gia, chuyển đổi số là không thể thiếu trong xu hướng hiện tại, là tiền đề để các doanh nghiệp mở rộng tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh. Ngày trước thì là doanh nghiệp theo cái truyền thống là thường họ phải set up các đại lý, các điểm bán hàng cụ thể. Ngày nay trong môi trường số thì doanh nghiệp họ thay đổi cái phương thức cung cấp dịch vụ đến khách hàng, ví dụ là cung cấp online, cung cấp qua hệ thống digital marketing. Đấy là những lĩnh vực mà cần phải xử lý khối lượng công việc lớn, xử lý dữ liệu lớn. Nếu không có dụng chuyển đổi số vào thì cái việc kinh doanh của họ sẽ không hiệu quả. Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện nay mới chỉ có hơn 2,2% số doanh nghiệp tại Việt Nam cho biết đã làm chủ công nghệ và bước đầu thành công trên con đường chuyển đổi số.